Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Xin chào tất cả quý Phật tử thập phương. Xin chào tất cả mọi người. Xin chào các bạn đồng tu. Hôm nay thì con sẽ chia sẻ tới quý Phật tử thập phương cùng tất cả mọi người và các bạn đồng tu của con về một câu thần chú chữa lành rất là màu nhiệm của Quán Thế Âm Bồ Tát. Trong thời gian qua thì con đã giúp cho rất nhiều người Phật tử tại gia tu tập biết đến câu thần chú này và có những cái nhiệm màu trong quá trình mọi người sử dụng. Và hôm nay con muốn chia sẻ công khai cho tới nhiều người để cho những Phật tử tu tập tại gia biết đến câu thần chú này để chúng ta hóa giải các bệnh về thân và tâm của chính bản thân mình cũng như những thành viên trong gia đình, đặc biệt là trong những người mà có đang có những vấn đề sau đây. Quý vị nhé, thứ nhất là những cặp vợ chồng đang có mâu thuẫn không có tiếng nói chung, thì vợ có thể thanh tẩy cho chồng, chồng có thể thanh tẩy cho vợ để chúng ta có tiếng nói chung. Trường hợp thứ hai là con cái không nghe lời bố mẹ. Trường hợp thứ ba là trong gia đình có người thân bị ốm đau bệnh tật mà bác sĩ không thể chữa được. Và trường hợp thứ tư là khi mình phát tâm tu tập thì những cái oan gia trái chủ ở trên thân và những người thân trong gia đình chúng ta tạo ra các cái nghiệp duyên để làm chúng ta thối cái tâm tu tập. Thì đây là một câu thần chú để giúp chúng ta hóa giải tất cả các cái vấn đề như con vừa nêu, quý vị nhé. Thì tại sao cái câu thần chú này nó lại mang lại cái sự màu nhiệm như vậy? Vì tất cả nó cũng xuất phát từ gia đình con. Khi mà mẹ con bị bệnh nặng và bác sĩ họ không thể chữa trị được, và họ cái nguy cơ mà để mẹ con mất rất là cao. Và lúc đó thì con đã nương nhờ vào Bồ Tát Quan Âm để con thanh tẩy chữa lành cho mẹ, và đến bây giờ thì mẹ con cũng đã vượt qua cơn nguy kịch và đang sống với gia đình hơn 3 năm rồi đó. Thì câu thần chú này như thế nào và lợi ích nó mang lại ra sao? Thì câu thần chú này rất là ngắn và đơn giản, quý vị nhé. Chúng ta chỉ cần nhất tâm và tin tưởng tuyệt đối 100% thì chúng ta sẽ cảm ứng được với Quan Âm Bồ Tát, và chúng ta sẽ nương nhờ cái oai thần, oai lực và lòng từ bi của Quan Thế Âm Bồ Tát để giúp chúng ta có trường năng lượng chữa lành, quý vị nhé. Đó. Thì câu thần chú như sau: Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, xin mẹ rải nước cam lồ thanh tẩy toàn bộ cơ thể và linh hồn của mẹ con tên là Nguyễn Thị Nuôi. Ví dụ đấy là con đang nói ví dụ là con đang thanh tẩy cho mẹ nhé. Đó. Hoặc chúng ta muốn thanh tẩy cho một người nào đó trong gia đình thì chúng ta đều đọc câu đó và đọc tên của người thân trong gia đình. Hoặc chúng ta có thể tự thanh tẩy cho mình. Ví dụ Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, xin mẹ rải nước cam lồ thanh tẩy toàn bộ cơ thể và linh hồn của con tên là Đặng Đình Thi. Mình có thể tự thanh tẩy cho mình và thanh tẩy cho những người xung quanh đó, tất cả các mối quan hệ anh chị nhé, chữa tất cả các bệnh về thân và về tâm anh chị nhé. Các bệnh về thân và tâm thì chúng ta nương nhờ cái oai thần oai lực của Quan Âm Bồ Tát để giúp chúng ta có trường năng lượng chữa lành như vậy anh chị nhé. Và khi chúng ta đọc câu thần chú đó mà chúng ta nhất tâm và chúng ta tưởng tượng ấy, Bồ Tát Quan Âm đang dùng cái cành dương liễu nhúng vào cái bình tình thủy, tức là cái bình đựng nước cam lồ của Quan Âm Bồ Tát ấy, rưới lên đầu người mà chúng ta đang muốn thanh tẩy họ, thì cái cảm ứng đến rất là nhanh, quý vị nhé. Gọi là mình vừa đọc vừa tưởng tượng là Bồ Tát Quan Âm đang dùng nhánh liệu dưới nước cam lồ trên đầu của người 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 được thanh tẩy thì cảm ứng rất nhanh đó.
kể cả mình ở Việt Nam nhưng mình thanh tẩy sang tận nước Mỹ cũng cũng được anh chị nhé. Chúng ta không cần ở gần mà chúng ta ở xa chúng ta vẫn làm được. Và hiện nay thì con đã thấy sự nhiệm màu của câu thần chú này nên con đã phát tâm in ra 10.000 tờ chú đại bi lại sám hối, và quan trọng là nó có câu thần chú chữa lành ở đây đó. Nên quý vị nào mà mong muốn thỉnh cái tờ chú đại bi này và biết được câu thần chú này thì quý vị có thể để lại lời nhắn, comment vào video này và để lại địa chỉ, số điện thoại người nhận thì con sẽ cho người gửi cho quý vị, và quý vị chỉ cần trả phí ship thôi quý vị nhé. Còn tất cả mọi cái là con gieo duyên, con gieo duyên, và có thể quý vị thỉnh số lượng lớn để quý vị gieo duyên lại cho người khác quý vị nhé. Hiện tại thì con đang phát tâm in 10.000 tờ, con đã phát tâm in 10.000 tờ, và con đợt dịch vừa rồi con đã gieo được khoảng hơn 7.000 tờ rồi, và còn 3.000 tờ nữa thì con muốn đợt này con làm video để con gieo hết cho quý vị, và sắp tới khi gieo hết thì con sẽ viết tiếp tục. Có những người bạn đồng tu với con cũng muốn mong muốn gieo duyên cái tờ thần chú này tới quý vị đồng tu, nên là quý vị hãy hoan hỷ chia sẻ video này của con với những người mà họ đang cần điều này quý vị nhé. Đặc biệt là những gia đình nào mà đang có người thân, người nhà bị cả các bệnh hiểm nghèo mà bác sĩ không thể chữa, như bệnh ung thư, các bệnh liên quan đến nghiệp quả, bác sĩ không khám ra bệnh, thì đây là một câu thần chú rất là nhiệm màu để chúng ta hóa giải cái đoạn oan kết của chúng sinh tại thời điểm này quý vị nhé. Đó, một lần nữa thì con rất là mong muốn được gieo duyên kết nối với cộng đồng tu tập, và chúng ta cùng lan tỏa những điều tốt đẹp tới cộng đồng để cầu mong cho tất cả mọi người đều có được thân tâm an lạc để chúng ta tu hành tinh tấn và sớm trở thành Phật đạo. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh sớm trở thành Phật đạo. A Di Đà Phật.